Sau khi tốt nghiệp, các bạn sẽ tách ra, sẽ không còn cơ hội giận hờn nhau như trong quá khứ, và sẽ không còn đầy đủ tiếng cười trong tương lai. Trước khi tôi đi, tôi không trân trọng lắm. Chỉ là sau khi tôi rời đi, tôi mới hiểu trân trọng là gì. Cảm xúc của mình về lớp ngày hôm nay đó chính là lớp chúng ta rất đoàn kết, cảm động và biết ơn ạ. Vui và hạnh phúc, bồi hồi và xúc động. Hạnh phúc ạ. Xúc động và hạnh phúc. Tôi là trưởng. Rất ban nháo. Tốt cái đấy. Rất là tấu hài ạ. Tớ đẹp trai. Như chú rể. Ao nhơi. Giải trí đấy. Yeah.